Dân xin thân ái kính chào quý vị khán giả của đài truyền hình Việt TV. Rất vui vì được gặp lại quý vị trong chương trình Kinh tế phần 2 ngày hôm nay. Thưa quý vị, để mở đầu cho phần 2 ngày hôm nay, anh em chúng tôi xin được đưa đến cho quý vị một bản tin liên quan đến địa ốc. Thì thưa quý vị, hiện nay phải nói là một mùa rất là hot, cực kỳ là hot của địa ốc luôn. Và có rất là nhiều người đang nghĩ đến ý định là mua nhà flip house. Có nghĩa là quý vị mua những căn nhà giá rất là phải chăng, có thể gọi là rẻ so với thị trường, và sửa lại đôi chút, sau đó thì quý vị đi bán lại cho những người cần mua những căn nhà. Thì đây là một việc xảy ra rất là thường xuyên trong ngành địa ốc. Tuy nhiên thì khi mà quý vị mua những căn nhà flip house này thì chúng ta cũng có một vài lưu ý mà chúng tôi sẽ nêu ra sau đây. Thưa quý vị, khi mà chúng ta add thêm những phòng ngủ hoặc là bất cứ cái phòng nào, ngay cả office vào trong cái floor plan của nhà chúng ta, thì chúng ta phải xin permit. Và nếu như mà quý vị sửa thuê những người thợ sửa những cái phòng, add thêm phòng mà không có xin permit của city, thì khi mà quý vị bán những căn nhà đó ra và người mua, người ta sẽ thuê một cái người gọi là inspector đến để inspect căn nhà, thì người ta sẽ phát hiện ra là cái này là additional room, cái này không có trong những cái floor plan ban đầu, thì cái nhà của quý vị sẽ không bán được. Và thưa anh Tiến Dũng, thì giờ ông không biết là cái này có bị phạt hay không, hay là chỉ là không bán được và chúng ta phải sửa lại đúng như những cái floor plan ban đầu thôi ạ? Wow, cảm ơn Gia Ân rất là nhiều. Cái bản tin này rất là quan trọng quý vị. Có quý vị, nhiều quý vị đã có nhiều tiền, chúng ta muốn mua cái nhà để chúng ta invest, gọi là cái flip, chứ mà mua rồi bán. Nó sẽ hạn như có những cái nhà mà trường hợp như nó bị cái foundation nó bị nặng, mà cái người thân chủ, cái người chủ nhà nó không có sửa được, không có tiền, thì họ muốn bán cái nhà đó giá rẻ, thì nhiều 200.000 họ bán khoảng chừng 150 hay là 130 gì đó. Thì có nhiều quý vị có tiền, họ muốn mua lại, họ sửa sơ sơ rồi họ bán. Nhưng mà chúng ta nên cẩn thận. Bản tin này Gia Ân nãy có nói vị đó, có những cái căn nhà mà họ làm thêm những cái phòng thêm nữa, hay những cái bathroom hay là những cái toilet á, mà họ không có xin phép chính phủ, họ tự làm thôi. Tức là họ làm, dùng cái từ dễ hiểu là làm chui đó. Nhưng mà khi chúng ta bán cho một người khác, chúng ta kêu người mua cái nhà đó rồi, chúng ta sửa sơ sơ lại rồi chúng ta bán lên, thì cái người đi mua đó, thì họ chắc chắn họ sẽ cần cái người inspection, để mà họ inspection cái nhà đó, để mà họ được nhà băng eventually, nhà băng cho mượn tiền, thì phải có một cái báo cáo nhà đó ok. Thì khi cái người inspector đến kiểm tra, thấy cái nhà này nó dư phòng, mà cái phòng này không có xin phép. Wow, cái này mới là mệt dần, rất là mệt. Ví dụ như ta thấy cái nhà không có xin sửa thêm cái phòng lên, không có xin phép, thì CD lúc đó mới làm việc. Cái nhà này đã không có permit để xây cái phòng này, chúng tôi cần một cái người gọi là civil engineer hay là architecture xuống coi lại có đủ tiêu chuẩn để ở hay không. Thiếu máy lạnh không dẫn vô là không được rồi. Cái foundation không có được đúng để mà nó rebar vào cái foundation nhà chính của mình. Nếu vân vân vân, khi mà sửa lại thì chúng ta phải tốn một mớ tiền nữa, hoặc chúng ta phải đập bỏ cái phòng đó đi, để cho cái nhà nó trở lại nguyên thủy. Khi mà đập cái phòng nó đi đó, thì chắc chắn cái nhà quý vị nó sẽ giảm đi cái square feet xuống, thì nó không phải như cái nhà, cái tiền mà chúng ta mua. Nên chúng ta sẽ rất là nhức đầu. Nếu quý vị nào mà có tiền mà đầu tư gọi là mua nhà để flip đó, thì chúng ta nên lưu ý những cái thông tin vừa rồi, thưa quý vị. Thưa anh Tiến Dũng, thì cũng liên quan đến vấn đề này, thì Giang có một câu hỏi, đó là những cái nhà mới đó thì thường người ta hay open space. Và nếu như mà chúng ta muốn xây nó lại để làm office chẳng hạn, thì chúng ta có cần phải xin permit không? Tại vì cái đó chỉ là office thôi, không có phải là phòng để ở. Thì cảm ơn Nhân. Thật sự ra cái office trong cái phòng, cái nhà của mình, trong cái phạm vi nhà mình không thôi đó, thì chúng ta không cần xin phép. Ngoại trừ cái plan chúng ta là 2.500, chúng ta muốn thêm 100 nữa là thành 2.600, thì 100 đó chúng ta phải xin phép chính phủ, xin phép CD, một cái permit để xây thêm. Nó đơn giản là CD đánh thuế thôi, tại vì 2.500 square feet thuế trên 2.500, bây giờ 2.600 thì tôi cộng thêm 100 square feet đó nữa đánh thuế thôi. Ngoài cái Gia Ân nói rất hay, cái trường hợp như chúng ta mở một office để làm việc ở nhà, chúng ta có thể tax deductible nữa, cái đó là dạng business. Dạ vâng, và thưa quý vị, bản tin tiếp theo Gia Ân xin được đưa đến cho quý vị liên quan đến investment. Thưa quý vị, thì chúng ta thường có những khoản tiền, ví dụ như là 401k, hoặc là một số khoản tiền mà chúng ta bỏ vào trong quỹ invest của mình. Thì trong bản tin này chúng tôi đưa đến hai ý kiến
trái chiều nhau. Một bên thì cho rằng là chúng ta nên check cái portfolio đó thường xuyên, và một bên thì cho rằng là việc mà chúng ta check mỗi ngày là nó đang hại đến chúng ta, thưa quý vị. Như chúng tôi thường đưa đó, thì khi mà chúng ta cập nhật thị trường, cập nhật giá cả của chứng khoán, thì chúng ta cũng nên là coi thử những cái invest của mình, những cái invest, tiền invest của mình đó, thì những người broker người ta đã dùng vào việc gì, người ta đã mua stock của công ty nào, và công ty đó còn hoạt động hay không, hay là nó đã bankruptcy rồi, thưa quý vị. Thì cái việc đó rất rất là cần thiết. Tuy nhiên thì 20% những người đã tham gia vào một cái report gần đây, một cái cuộc khảo sát gần đây của Personal Capital Surveys, thì cho biết là họ đã kiểm tra tài khoản của mình hàng ngày. Và những chuyên gia tài chính cũng khuyên, nếu như mà quý vị nào đang có thói quen này thì chúng ta nên bỏ đi, tại vì nó cũng có một số lý do không có cần, không có nên khi mà chúng ta kiểm tra cái investment account của chúng ta hàng ngày. Thứ nhất, chúng ta phải nói đến là thị trường chứng khoán thì nó có rất là nhiều biến động, đúng không ạ, thưa anh Tiến Dũng? Mặc dù là ngay cả trong thời gian bình ổn thì cổ phiếu vẫn có thể dao động mỗi ngày, và nếu mà những cái tin tức xấu xuất hiện thì cái việc mà chúng ta check quá thường xuyên đó, nó ảnh hưởng đến tâm lý của chúng ta, và nhiều khi chúng ta đưa những quyết định rất là hấp tấp, đưa ra những quyết định không có đúng đắn ngay vào thời điểm đó, và nó sẽ ảnh hưởng đến cái tiền mà chúng ta đầu tư lâu dài. Bên cạnh đó thì một phần khác nữa, đó là khi mà chúng ta chọn một cách đầu tư an toàn, là chúng ta chọn những cái đầu tư mà chúng ta không never lose your money, không có bao giờ làm mất tiền của chúng ta hết. Đó là một cái hành trình đầu tư dài hạn. Và quý vị nhiều khi có thể là phải giữ những cái cổ phiếu đó từ năm này qua năm khác để mà chúng ta nhận được những cái thành quả của mình. Thì việc check mỗi ngày lại khiến cho mình rất là căng thẳng và chúng ta quên đi mất cái kế hoạch ban đầu. Đúng là như vậy, Ân nói rất là đúng. Thì hạn như bây giờ có hai cái trái chiều. Thứ nhất là quý vị cẩn thận khi mà check nhiều như vậy, daily checking cái portfolio quý vị đó. Thí dụ mở lên thấy xuống cái sài mở bán liền, nhưng mà thật sự xuống lúc đó đã xuống tạm thời vì cái biến động. Như hạn như bây giờ Hoa Kỳ bình thường, China cái GDP report thiếu 10%, tự nhiên cổ phiếu của Mỹ cũng xuống luôn, nhưng mà sau đó lại lên trở lại, nên chúng ta đã lỡ vội bán cổ phiếu mình rồi. Dù bán đồng mà giờ nó lên đồng rưỡi thì chúng ta lỗ 50 xu, đúng không? Cái thứ hai nữa, chúng ta nên check thường, không phải thường xuyên nhưng mà cũng check at least coi là một tháng một hai lần. Lý do như thế này, có những quý vị quay trở lại check thì như Hà Gia Ân nói lúc đầu, chúng ta thường thường dù cái 401k chúng ta có cái người broker, dù công ty của quý vị đầu tư nó là Vanguard đi chẳng hạn, thì Vanguard chuyển qua broker cái tài khoản của mình, và broker sẽ chọn ra 10 cái công ty để mà chúng ta mua cổ phiếu, hạn như là Apple, Amazon, Facebook vân vân. Thì Dũng mở ra cái portfolio của mình thấy 10 công ty mà broker gửi qua, đây là 10 công ty mà tôi đang invest tiền của anh vào. Dũng coi 10 công ty, mỗi công ty 10%, 100% cái tiền của Tiến Dũng, dường như 10.000, mỗi công ty 1.000. Dũng coi, oh, Facebook này hiện tại giờ tệ quá, short sale, tôi chuyển 10% Facebook qua Amazon, thí dụ như vậy. Thì Dũng sẽ Facebook đi ra một bên, chỉ còn 9 công ty ở lại, 20% Amazon, những phần trăm còn lại 10%, thí dụ như vậy ha. Thì đó là cách chúng ta check, Dũng mở lên coi, oh, mấy anh này tệ quá, tôi chuyển qua. Có nhiều người nói thị trường chứng khoán đang bị scratch, chuyển qua mua bond, mua công trái phiếu, tức là nó sẽ bảo đảm guarantee 100% là tiền lời guarantee, nhưng mà ít thôi, thì họ sẽ gom lại hết quăng vào bên bond hay là bên công trái phiếu của chính phủ. Đó là cái cách mà chúng ta coi cái portfolio của mình để mà moving around. Còn ví dụ mà việc không check luôn đó, để một ngày nó mở ra số màu đỏ không là chúng ta chắc chắn gọi là Việt Nam mới có tiếng mà bình dân là máu không, cái thưa vị. Nên chúng ta cũng nên check thường xuyên, nhưng mà đừng có panic khi mà cổ phiếu nó xuống. Chúng ta nhìn lại là tại sao nó xuống trước khi chúng ta chuyển cái cổ phiếu đó qua mua cổ phiếu khác. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng về những chia sẻ vừa rồi. Và thưa quý vị, bản tin tiếp theo chúng tôi xin được đưa đến cho quý vị liên quan đến vấn đề thị trường Hoa Kỳ về việc lạm phát. Thì như những tuần gần đây, anh em chúng tôi đưa tin thường nói về vấn đề lạm phát, nhưng mà hôm nay chúng tôi sẽ phân tích cụ thể lý do tại sao lại giá hàng hóa của Hoa Kỳ lại tăng quá cao và dẫn đến tình trạng lạm phát như thời gian hiện nay, thưa quý vị. Thì như quý vị biết đó, Hoa Kỳ là một quốc gia là hay sản xuất những mặt hàng công nghệ, máy bay, vũ khí, xe tăng, vân vân, những cái hàng rất là hiện đại. Tuy nhiên vậy thì những cái mặt hàng cần thiết và thiết yếu, ví dụ như là gạo hoặc là những cái cốc nhựa chẳng hạn, thì Hoa Kỳ lấy từ đâu?
chắc chắn là lấy từ những quốc gia đang phát triển và người ta sẽ ship vào Hoa Kỳ rồi. Thì hiện tại thì chỉ có một mình Hoa Kỳ là quốc gia duy nhất có vaccine đã cho người dân chích rộng rãi và control được dịch lệ. Một số những quốc gia bên châu Âu người ta cũng đã cho vaccine, tuy nhiên thì dịch lệ vẫn chưa có control được tốt như ở Hoa Kỳ. Và chúng ta chưa kể đến là những quốc gia châu Á, Đông Nam Á, đặc biệt như là Việt Nam, Thái Lan, những quốc gia bên Đông Nam Á mà Hoa Kỳ nhập khẩu gạo, nhập khẩu những cái hàng hóa thiết yếu đó, thì người ta đang gánh chịu cái dịch phải nói là đỉnh điểm trong thời gian hiện nay luôn. Thì những cái mặt hàng đó không có vào được trong Hoa Kỳ và nó thiếu hụt rất là nhiều cái chuỗi cung ứng, thưa quý vị. Điều này thì chúng ta cũng không thể trách được, tại vì Hoa Kỳ thì như quý vị thấy đó, bán đi một chiếc Boeing có thể mua được 5 triệu tấn gạo, hoặc là thậm chí là bán chỉ cần bán một cái phone, một cái Apple iPhone thôi thưa anh Tiến Dũng, thì cũng có thể mua được một tấn gạo luôn. Thì tại sao họ dạy gì mà họ phải xây quá nhiều những cái nhà máy, mướn nhân công để sản xuất những cái mặt hàng mà rẻ tiền đó, thì người ta không có lấy lại được tiền vốn và cũng không có phát sinh lời trong quá trình đầu tư. Thì bởi vậy lâu nay đó Hoa Kỳ vẫn rất là tự tin vào những chính sách của mình là mình chỉ xuất khẩu những cái mặt hàng mà người ta không thể làm được và nhập khẩu những mặt hàng thiết yếu. Nhưng mà hiện tại đó là lý do cũng là đánh bại Hoa Kỳ, tại sao cái thị trường Hoa Kỳ lại quá tăng quá cao và ảnh hưởng đến tiêu dùng như vậy. Chính xác, bây giờ hiện tại giờ cái lạm phát Hoa Kỳ phải nói là lên đến khoảng nó rất là đa dạng, cái thứ như hàng như quần áo là lên khoảng 5.6%, rồi xe used car lên đến 30%, rồi nhiều cái như là chúng ta nhà hàng cũng lên khoảng 4%, rồi quý vị có thể chọn những cái phần đi chơi rồi đi máy bay hay là chúng ta vân vân rất là nhiều, như là American Home nhà cửa cũng lên 20%. Rồi food nhà 4%, rồi đây là cái con số mà chúng tôi có thể thấy rằng nó 2% về cái inflation mà xét theo cái tiêu chuẩn của một quốc gia nào đó, mà ngay cả Hoa Kỳ 2% inflation hoàn toàn là không dựa trên cái này nữa, hoàn toàn nó bứt phá luôn. Và như cũng từng nói vị đó, ông chủ tịch quỹ trưởng liên bang ông Jerome Powell cũng bà Janet Yellen, tức là bộ trưởng tài chính, hiện tại bây giờ dùng cái từ mà bình dân dễ hiểu là cũng bó tay, kính thưa vị. Như vậy ông vừa nói là hàng bên ngoài không vào được Hoa Kỳ vì dịch lễ về đó, và nó làm thêm một cái bottleneck, hàng đi vào rỉ rỉ và người để xài rất là nhiều, và cái ổ cái eo đó nó làm rất là khó chịu, và từ đó làm nên inflation, và cộng thêm tiền chính phủ đã bỏ ra ở ngoài kia gọi là ngập tràn tiền mặt, nhà băng chưa có bao giờ mà thu lợi nhiều như những năm tháng gần đây, quý vị. Dạ vâng, thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc cho chương trình Kinh tế trong tuần ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi, và anh em chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị ở những chương trình tiếp theo. Thân ái kính chào.